là căng thẳng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Và đây là cái thời điểm thích hợp nhất để các bạn có thể ở nhà và update bản thân. Mọi người có thể học thêm một thứ tiếng mới chẳng hạn, hoặc là cùng đọc sách rồi tích góp ra nhiều kiến thức mới. Cũng có thể là các bạn sẽ update bản thân bằng cách là có thể thử đổi kiểu tóc này. Đối với những bạn nào mà tóc đang bị lỗi mà cần phải nuôi tóc thì thật sự đây là một cái thời điểm vô cùng là thích hợp để các bạn có thể ở nhà và tóc nó vẫn sẽ mọc dài ra và mọi người vẫn sẽ không nhìn được cái vẻ xấu đấy trên tóc của mọi người. Nhưng mà mình thì mình lại chọn cách là mình sẽ skin care cái da của mình, bởi vì là dạo này da của mình nó cũng không được tốt cho lắm. Thì ở trong cái video này mình muốn đem tới mọi người hai sản phẩm về da của hãng Fit. Thì hãng Fit là một hãng về men grooming rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài, nhưng mà cho tới những khoảng tầm 2 năm gần đây thì mình thấy là nó thịnh hành hơn một chút ở Việt Nam và nó khá là nổi trên hầu hết những các tạp chí ở bên nước ngoài. Thì đây là một hãng làm ra những sản phẩm về tóc này, hoặc là về cho da mặt, cũng như là một số những cái sản phẩm khác dành cho riêng phái nam anh em mình. Thì trước mặt các bạn đây là một sản phẩm serum dưỡng ẩm đa chức năng. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình nhận từ Fit Care Việt Nam. Về link chi tiết thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Về cái thiết kế của sản phẩm thì như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta được đựng ở trong một cái hộp giấy với cái tông màu chủ đạo là màu xám, kèm theo mặt trước là một cái chữ Fit rất là to, cùng theo ở dưới là chữ là Ultra Serum. Thì đây là một cái loại serum cho nên là nó sẽ thẩm thấu vào da của mọi người rất là nhanh. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tem dán là chống hàng giả, cho nên là các bạn yên tâm, nếu như mà mua ở Fit Care Việt Nam thì chắc chắn là hàng chính hãng. Thì cái sản phẩm này mình cũng đã test một cái quãng thời gian mà cũng đủ để có thể chia sẻ với mọi người những cái cảm nhận về ưng nhất cũng như là chưa ưng về cái sản phẩm này. Và cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm vào cái chai này là nó đem đến cho mình một cái sự rất là sang trọng, một cái sự gì đấy nó rất là luxury. Bởi vì là khi mà các bạn cầm vào ấy thì các bạn thấy là cái chai nó cứ bong 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 lên và cầm rất là vừa tay ấy, bởi vì là nó khá là bé và xinh. Về cái thành phần mà làm ra một cái chai serum này đều là những cái thành phần mà lành tính. Cái điều đặc biệt của cái chai serum này mà mình rất là thích đó chính là sau khi mà mình dùng cái này xong thì mình không phải dùng một cái loại kem nào để nó khóa lại da của mình. Các bạn không biết thì serum ấy, sau khi mà các bạn dùng xong thì các bạn cần phải dùng thêm một loại kem nữa để nó không bị bay mất cái serum đi. Nhưng mà đối với cái serum của Fit này thì các bạn chỉ cần bôi serum lên thôi là các bạn để đi ngủ là ok. Và cái điều đặc biệt của cái serum này là nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Cái thành phần mà làm ra cái chai serum này thì nó cũng khá là lành tính thôi, bao gồm là amino acid, những cái vitamin như là vitamin B5 hoặc là B3 hoặc là những cái vitamin khác, thì nó sẽ giúp cho da của mọi người trở nên tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ xoa ra tay để cho mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về cái chất kem của nó. Mình sẽ xịt khoảng 3-4 lần ở đây. Ok, các bạn có thể thấy là đây là cái chất kem của cái serum này. Thì nó cũng khá là mịn và nó khá là mướt. Ngoài ra thì nó thẩm thấu vào da mình rất là nhanh. Ví dụ như mình xoa ở đây thôi nhá, là khoảng tầm 1-2 phút thôi là cái lớp serum này nó đã biến mất rồi, nó không còn đọng lại ở trên da của mình nữa. Cái mùi của sản phẩm ấy thì mình thấy ở đây là một cái mùi nó khá là tự nhiên, chứ nó không phải là một cái mùi hóa học hoặc là một cái mùi của những cái tạp chất khác. Và ngoài ra thì ở trong cái serum này, theo như nhà sản xuất có nói thì sẽ không có chứa chất bảo quản, bao gồm như là paraben free hoặc là một cái số chất bảo quản khác. Và như vậy là các bạn có thể thấy là cái lớp serum ở trên tay của mình đây hiện đã bay hết, và nó không còn để lại một cái cảm giác gì như là mình đã bôi một cái serum gì lên cả. Cái điều mà đáng sợ nhất ý, mỗi khi mà mình bôi cái gì lên mặt ấy, nó để lại những cái thứ như là ẩm và bết, nó nặng ở mặt mình xuống nên là mình trông rất là ghê. Và mình ít khi sử dụng những cái kem dưỡng ẩm hay là những cái serum lắm, mà cái serum của Fit này theo như sản xuất có nói thì nó sẽ không để lại một cái gì trên mặt của mình cả. Cho nên là mình đã thử nó và đúng là không để lại gì trên mặt của mình. Và khi mà các bạn bôi lên da mặt của mọi người thì nó sẽ cấp ẩm cho mặt của mọi người tức thì luôn, bởi vì bên trong của nó có chứa chất là Oxy Fit 10. Thì cái chất Oxy Fit 10 này là một cái chất đặc quyền, một cái tên gọi đặc quyền của Fit mà dành cho tất cả những cái sản phẩm của họ. Ví dụ như ở đây mình dùng những cái sản phẩm như là dầu gội đầu thì cũng có dòng chú thích là Oxy Fit 10, là công nghệ tiên tiến hiện đại độc quyền chỉ có ở Fit Skincare, sẽ cấp ẩm cho làn da của mọi người, giúp làn da luôn luôn đủ nước và thực hiện tốt những cái chức năng như là duy trì cho da của mọi người bớt bị nhăn, hoặc là nó sẽ căng bóng hơn, nhìn vào cái da của mọi người cũng sẽ bớt sạm, cũng như là lúc nào cũng sẽ căng đầy sự sống. Và mình sẽ sử dụng cái chai serum của Fit này 2 lần một ngày, một là trước khi mình ngủ, hai là sau khi mà mình thức dậy. Thì các bạn sẽ sử dụng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bóp ra tay khoảng tầm 2 lần ấn hoặc đến 3 lần ấn. Khi mà các bạn ấn xong thì các bạn hãy bôi đều vào 6 vị trí ở mặt, như là trán, hai thái dương, rồi mũi, rồi hai bên má, rồi cằm.
thì là ok. Sau đó thì các bạn hãy dùng tay để tán đều lên khắp mặt của mọi người. Có thể dùng tay để massage nhẹ ở trên mặt của mọi người, hoặc không thì cứ để tự nhiên đó, và khoảng tầm vài phút sau là serum nó sẽ ngấm vào da của mọi người. Thì cho tới bây giờ là mình thấy là da mình đã khỏe hơn khá là nhiều. Mỗi sáng mà mình thức dậy thì da của mình cũng đã kiềm dầu cũng khá khá. Nếu như các bạn không biết thì mình nghĩ là khoảng tầm 60% da bị mụn là do da dầu. Da dầu nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mọi người bị bí lại, rồi những cái hạt bụi mà mọi người xung quanh không khí này nó bám vào thì nó tích tụ lâu ngày và nó lên cái mụn của mọi người thôi. Cho nên là khi mà mình dùng cái serum này nó sẽ kiềm bớt dầu lại. Da mình ở đây ý, là da hỗn hợp và bị dầu ở vùng mũi chữ T này, nó hay gọi là vùng chữ T. Thì đây là một cái vùng mà mình nghĩ là đại đa số những người châu Á Việt Nam mình bị ở cái dầu ở vùng chữ T. Phần da mặt của mọi người tiết ra dầu là do mọi người đang thiếu ẩm, thiếu nước ở trong da, và các bạn cần phải cấp ẩm bằng một cái serum ở đây. Và một cái điều đặc biệt của cái serum này là nó không hề phân biệt loại da. Các bạn dùng da nào cũng được, da khô, da dầu hay da nhạy cảm cũng có thể dùng được cái serum này. Và cái sản phẩm tiếp theo cũng giúp mình loại bỏ đi được cái nỗi ám ảnh, đó chính là kem chống nắng. Thì về chống nắng của Fit, đó lại là một cái câu chuyện rất là hài, một cái câu chuyện rất là đáng để chia sẻ với cả mọi người. Về cái thiết kế của nó thì mọi người có thể thấy là thiết kế cũng khá là giống với cả cái chai serum kia, thì vẫn có dòng là With Oxy Fit 10. Thì đây như là một cái câu slogan, một cái điều quan trọng của Fit. Nhắc tới Fit là phải nhắc tới Oxy Fit 10. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để cho các bạn xem bên trong của nó. Thì về cái cách mở thì nó cũng sẽ tương đương thôi, là vẫn phải mở cái này lên để có thể lấy được cái sản phẩm bên trong ra. Và trước mặt các bạn đây là một chai xịt chống nắng của Fit dạng serum. Và về cái cảm nhận của nó ấy, thì vẫn đem lại cho mình được một cái sự luxury, một cái sự sang trọng gì đấy mà nhìn nó khá là bóng bẩy. Nhìn ở đây thì ít người có thể nhận xét được đây là một cái sản phẩm chống nắng lắm, mà nhìn nó khá là giống với cả một cái chai nước hoa. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về kem chống nắng một chút nhá. Thì kem chống nắng ở đây có hai loại. Một loại là vật lý và một loại là kem chống nắng hóa học. Thì đối với kem chống nắng vật lý ấy, thì họ là một cái lớp như kiểu các bạn mặc một cái áo ở lên người của mọi người thôi, và nó sẽ chống nắng cho mọi người. Nó là một cái chất mà khi mà cái tia UV đi vào ấy thì nó sẽ phản chiếu ra. Cái nhược điểm của kem chống nắng vật lý thì nó khá là nặng da và nó sẽ gây bết, cũng như là nó sẽ chung là nó sẽ không hợp với cả mọi người. Còn đối với kem chống nắng hóa học thì nó sẽ là một cái lớp kem bôi vào da của mọi người và nó sẽ thẩm thấu vào da của mọi người. Khi mà ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ hấp thụ luôn vào da của mọi người. Về hai cái kem chống nắng này đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Chính vì vậy cho nên Fit cho ra một cái dòng sản phẩm Sun Protect Serum. Nó sẽ lie giữa kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Nó sẽ vừa là chống nắng cũng như là vừa là dưỡng da cho mọi người luôn. Và về cái thành phần ở trong cái chai chống nắng của Fit này thì nó là những cái thành phần như là titanium dioxide hoặc là zinc dioxide, cũng như là một số những cái vitamin khác như là vitamin E, thì nó sẽ giúp cho da của mọi người được vừa chống nắng và vừa dưỡng ẩm luôn. Và về cái hàm lượng mà có thể chống nắng được á, thì có ghi ở đây là SPF là 50. Thì 50 nếu như mà xét về cái độ chống nắng thì nó phải chống nắng được tới 98% những cái tia UVA, UVB. Các bạn không biết thì ở trong ánh nắng nó có tổng bao gồm là 3 loại tia cơ. Một là tia UVA, hai là tia UVB, còn một cái loại tia nữa mà mình không nhớ tên, nhưng mình sẽ để ảnh ở đây để cho các bạn có thể biết được về ba cái loại tia đấy. Thì cái kem chống nắng này nó tránh được hoàn toàn 98% những cái tia đó. Thực ra trước đấy mình cũng là một người không bao giờ dùng kem chống nắng, vì mình nghĩ là cái việc dùng kem chống nắng ấy nó khá là rườm rà và nó khá là mất thời gian. Hơn thế nữa là một cái điều ám ảnh khi mà dùng kem chống nắng ở những cái sản phẩm khác ấy là nó sẽ làm cho da của mọi người bị bí và bết. Ngoài ra thì nó làm cho da của mọi người trắng lên rất là nhiều, cũng như là nó sẽ làm cho da của mọi người thay đổi tông màu hoàn toàn luôn. Và về cái kem chống nắng này, các bạn vừa có thể chống nắng cũng như là các bạn vừa có thể dưỡng da luôn. Ngoài ra thì ở đây sẽ có một cái thành phần rất là hay, đó chính là caffeine. Thì nó sẽ làm cho những cái quầng thâm mắt của mọi người này, hoặc là những cái vết mụn thâm ở đây chẳng hạn, nó cũng sẽ biến mất. Về cái chất kem của nó ấy, thì nó cũng khá là mềm mịn và nó thấm vào da rất là nhanh. Một cái điều đặc biệt của cái kem chống nắng này là nó có thể bôi được toàn thân, nhưng mà thường ấy thì mình sẽ chỉ bôi ở phần vùng mặt và vùng cổ thôi, bởi vì đây là hai cái vùng mà nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng nhiều nhất. Còn ở trên cơ thể của mọi người thì mọi người cũng sẽ sử dụng được những cái quần áo để có thể che mà. Cái mùi tự nhiên của nó bay lên da của mình rất là thơm. Nhưng mọi người có thể thấy đây là kem chống nắng, nó thấm vào da mình rất là nhanh. Các bạn có thể sử dụng được ở dưới nước. Đây là một cái điều rất là hay, bởi vì là ví dụ như khi mà đi bơi ý, thì mình sẽ phải bôi kem chống nắng, nếu không thì da mình nó sẽ bị đen đi. Và các bạn tiếp xúc trực tiếp với tia nắng ấy
thì nó không chỉ làm đen da của mọi người đâu, nó cũng đem lại cái hệ quả, đó chính là các bạn có thể sẽ dễ bị ung thư da khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng của mặt trời, bởi vì là ánh nắng của mặt trời rất là độc. Thực ra thì mấy ngày hôm nay mình không ra ngoài đường, nhưng mà khi mà mình ở nhà mình vẫn dùng kem chống nắng, bởi vì là mình có nghe được ở đâu đó một cái câu nói rất là hay: khi mà các bạn nhìn được mặt trời hoặc nhìn được mây trời ấy, thì đồng nghĩa việc là mây trời cũng như là mặt trời cũng sẽ nhìn thấy da của bạn. Cho nên là khi mà mình ở nhà mình có mở cửa sổ, và chắc chắn là mình cũng vẫn sẽ phải dùng kem chống nắng. Cũng không đơn thuần là chống nắng đâu, mà nó còn đem lại cho những mọi người những cái dưỡng da nữa. Ví dụ như ở đây thì mình dùng xong thì mình thấy là cái da của mình nó cũng sẽ bớt kiềm chế lại dầu. Và về cái cách sử dụng của cái chai Sun Protect Serum này của Fit thì mọi người cần phải sử dụng trước khi ra đường khoảng từ 15 cho tới 20 phút thì các bạn mới nên đi ra ngoài đường, bởi vì là nó cần có thời gian để nó thẩm thấu vào da của mọi người. Nó sẽ làm phân tán đi những cái tia UVA, UVB. Khi mà mình dùng ở ngoài trời nắng ấy thì cái da của mình nó cũng không hề bị bí hay là nó gây ra những cái tuyến bã nhờn mà khó chịu. Mình vẫn thấy da mình rất là khỏe, và đặc biệt là mình vẫn có thể rửa lại được mặt khi mà mình dùng cái chai này. Và như vậy là ở cái video này mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái bước mà mình skincare hàng ngày. Thì đây chỉ là hai cái bước rất là nhỏ thôi, và sắp tới thì Fit có cho ra thêm cái sản phẩm là sữa rửa mặt. Mình sẽ cóp nó và về sử dụng xem những sản phẩm của Fit này để xem là cái chất lượng của nó cho cái làn da của mình nó sẽ như thế nào. Và nếu như mọi người có quan tâm về hai sản phẩm này thì mọi người hãy truy cập phần mô tả bên phía dưới, mình sẽ để link ở đó và các bạn có thể vào đó để tham khảo. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip sau. Peace out.